xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 26 tháng 11 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc sức khỏe tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hành thông không kể là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có những bước tiến đáng kể trên con đường sự nghiệp của mình. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực và công sức bấy lâu của bản mệnh. Tình cảm, phần trình tình cảm êm ấm, ngũ hành kim dưỡng thủy đem tới cho người tuổi tí nhiều tin vui trong chuyện tình yêu. Còn người độc thân có cơ hội làm quen hẹn hò với nhiều người phù hợp nhờ nhân duyên phượng Tài chính vận trình ta lọc vượng phát đầu ngày còn giáp này đã may mắn đón nhận thêm các mối làm ăn và dự án đầu tư khả quan cẩn trọng sức khỏe gặp một vài dấu hiệu bất lợi khi còn giáp này vẫn duy trì thói quen ăn uống thiếu điều độ tuổi giáp tỷ nhận được sự ủng hộ của người thân tuổi bỉnh tỷ tình cảm gặp sóng gió do người trong cuộc không có sự thấu hiểu. Tuổi Mậu Tý, công việc tiến triển thuận lợi. Tuổi Canh Tý, nhận được sự yêu thương của nhiều người. Tuổi Nhâm Tý, chế độ ăn uống và ngủ nghỉ, sinh hoạt bất hợp lý. Con số may mắn số 6, số 2, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ. hai Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Các mối quan hệ làm ăn, hợp tác không dễ khiến cho con giáp này suôn sẻ được mà vướng những tranh chấp thị phi không đáng. Bản mệnh tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là vì có thể sẽ gặp tai họa bất cứ lúc nào. Tình cảm, Phần trình tình cảm không được như ý muốn. Ngũ hành bản mệnh sinh xuất tác động ít nhiều tới mối quan hệ tình yêu của hai người. Bản mệnh càng hết lòng hy sinh cho đối phương bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu là hồi hợp vô cảm. Tài chính Vận trình ta lộc gặp rắc rối, người tuổi sửu nên thận trọng trước các quyết định liên quan đến tiền bạc vì có hòa hao tài. Cẩn trọng Tài chính là vấn đề đáng quan tâm trong ngày hôm nay tội ất sổ dễ vững vào thị phi tranh chấp gây mất uy tín danh dự tội đinh sổ vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau tội kỷ sổ không có lập trường và chỉnh kiến riêng là dễ bị người khác chi phối tội tân sổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác tội quỷ sổ dễ mâu thuẫn với người làm lãnh đạo con sổ may mắn số 14, số 7, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn đêm bảo có hòa thị phi tiểu nhân đeo bám bản mệnh dù làm gì cũng gặp phải cản trở nhưng dù đứng trong hoàn cảnh nào thì con giáp này cũng nên giữ bình tĩnh và sự tập trung cao độ để không đưa ra những quyết định thiểu sản xuất. Tình cảm Phần trình tình cảm, kẻm sắc, cục diện dần thân lục xung là điềm bảo của sự chẳng lành. Các cặp đôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, trục trặc vì không tìm được sự đồng đều trong suy nghĩ lẫn lý tưởng chung. Tài chính, phần trình tài lộc có biến động, nguồn thu nhập lên xuống thất thường, buộc bản mệnh phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, sức khỏe là quan trọng, đừng để tới khi mắc bệnh mới tìm cách phòng ngừa. Tuổi giáp dân dễ mất tập trung và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuổi vĩnh dân hoàn thành tốt các công việc được giao. Tuổi màu dân hãy thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ. Tuổi canh dân điềm bảo có họa tiểu nhân đeo bám đề đe phòng cẩn trọng. Tuổi nhâm dân hãy bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình con số may mắn số 21, số 37, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Phần trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng rực rỡ. Bản mệnh có nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức cấp trên tin tưởng và giao cho con giáp này nhiệm vụ quan trọng thể hiện được năng lực bản lĩnh Bên cạnh đó, người tuổi mão may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi bước tiến đều dễ dàng. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm, ngũ hành kim mộc khiến cho tình yêu đo lửa đứng giữa bờ vực đổ vỡ. Mâu thuẫn, bất đồng liên tục xảy ra, không có cách hỏa giải, chỉ càng khiến cả hai mất niềm tin vào tình yêu hiện tại. Tài chỉnh, vận trình ta lọc dồi dào, dò, người tuổi mạo không cần phải quá lo lắng đến vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay vì cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt. Cẩn trọng, tính cách khó chiều, cái tôi cá nhân, cao, không dễ dung hòa với bất cứ ai. Tuổi ất mạo, tình hình sức khỏe xa sút nghiêm trọng. Tuổi đinh mạo, nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Tuổi kỷ mạo, đừng trùng bước khi đối diện với khó khăn tuổi, tân mạo, tính cách bảo thủ, cứng nhắc nên thay đổi để tiến bộ. Tuổi quý mạo nhận được sự ủng hộ của mọi người. Con số may mắn số 14, số 2, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hại. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc, Phần trình công việc của người tủ thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Cái tội ngất ngưỡng khiến cho con giáp này làm chuyện đắc tội với những người xung quanh. Bản mệnh nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác để tiến bộ, vì đây là cách để con giáp này tự mở đường tiến cho mình. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, người độc thân nhờ sự may mỏi của người thân mà tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp mọi quan hệ tiến triển nhanh hơn những gì người khác nghĩ. Người trong cuộc sớm có quyết định có được đi lâu dài hay không. Tài chính vận trình tài lộc đi xuống, nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại, bản mệnh nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa trước khi có những quyết định tiếp theo. Cẩn trọng, tính cách cố chấp, cứng nhắc gây ra nhiều vấn đề rắc rối, đáng kể. Tuổi giáp thân sống khép kín khó hiểu và xa cách với mọi người xung quanh tuổi bính thân tối tiền rủng rỉnh thoải mái chi tiêu tuổi mậu thân khó tìm được người cùng chung lý tưởng chỉ hướng tuổi canh thân gặt hái được thành quả xứng đáng tuổi nhâm thân không muốn mở lòng với người khác con số may mắn số năm số 9, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tốt 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và dễ dàng. Tỷ thần bản hợp giúp cho con đường công danh sự nghiệp của con chấp này được thuận buồm sư gió. Các ý tưởng độc đáo sáng tạo của bản mệnh nhận được đánh giá cao của cấp trên. Vì vậy mà cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn là rất khả quan. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp chút vấn đề rắc rối mối quan hệ tình cảm xuất hiện hiểu lầm, người trong cuộc lại không đủ kiên nhẫn nghe đối phương giải thích nên có lòng tìm ra được mẫu chốt vấn đề để giải quyết triệt để. Tài chính vận trình tài lộc dồi dào, nguồn thu hấp dẫn đều nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt thời cơ tốt của con giáp này. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực dễ dẫn tới những hành động thiếu sáng suốt. Tuổi Ất Tỵ không có sự tập trung cao độ để giải quyết các vướng mắc trong công việc tội tinh tị, cẩn thận trong bất cứ công việc gì. tội kỷ tỵ tình cảm gặp vấn đề về mâu thuẫn, tranh cãi thường xuyên. tội tân tị, quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách. tội quý tị, cẩn thận với đào hoa xấu phá vỡ mối quan hệ. Con số may mắn, số 43, số 1, màu sắc may mắn, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông còn giáp này dường như không gặp bất cứ trở ngại nào trên con đường sự nghiệp của mình hơn nữa bản mệnh luôn biết cách đạt được mục tiêu đã đề ra mà không cần phải mất nhiều công sức hay thời gian tình cảm vận trình tình cảm kém sắc hỏa kim xung khắc tác động ít nhiều đến mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia. Người độc thân khó tìm được người đáng tin cậy để gửi gắm và trao đi tình cảm của mình. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, khả năng nhìn xa trong rộng và quản lý tiền bạc tốt giúp cho người tuổi ngọ có nguồn thu nhập vững mạnh trong ngày. Cẩn trọng, nghi ngờ, ghen ghét và giận hờn chỉ càng khiến mối quan hệ đi vào chỗ bể tắc tuổi giáp ngọ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra tuổi bính ngọ được mọi người xung quanh tích cực giúp đỡ tuổi mậu ngọ hãy mở rộng các mối quan hệ với đối tác tuổi canh ngọ vợ chồng hòa hợp quan hệ tiến triển tốt đẹp tuổi nhâm ngọ toàn tỉnh thiệt hơn chỉ càng khiến bản thân thấp kém con số may mắn số 8 số 25 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dần 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra ổn thỏa để gặt hái được thành tựu như mong muốn người tuổi này buộc phải dành mọi tâm sức cho công việc chính trước các lời mời hợp tác khác thì con giáp này cần phải thận trọng cần nhắc kỹ lưỡng vì dễ phát sinh rắc rối ngoài ý muốn tình cảm Phận trình tình cảm không được vui vẻ hạnh phúc, ngũ hành bản mệnh sản xuất khiến mối quan hệ tình yêu của hai người gần như đi vào chỗ bế tắc. Mặc dù tình cảm của cả hai dành cho nhau xuất phát từ sự chân thành, nhưng điều này cũng khó lòng chung hòa được những hiểu lầm, mâu thuẫn của họ. Tài chính, phận trình tài lộc gặp trục trặc, còn giáp này tránh nên chủ quan hay nhẹ dạ cả tin mà vội vàng cho người khác vay mượn tiền vì dễ bị lừa gạt, bội phản. Cẩn trọng, cái tôi cá nhân quá cao chỉ càng khiến bản thân trở nên cổ chấp và không xem ai ra gì. Tội ớt môi, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tội đinh môi, hãy sẵn sàng thử sức trong những nhiệm vụ khó. Tội kỹ môi, liêu lĩnh quá mức cũng không phải là cách hay. Tội tân môi, chú ý khi giao tiếp với người làm lãnh đạo. Tội quỷ môi, tự ý làm theo ý mình nên dễ gặp các rắc rối không đáng có con số may mắn số 47, số 63, màu sắc may mắn màu lục, quý nhân phù trợ tuổi hợi. Chính tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc, vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, mọi kế hoạch đều được tiến hành như quỹ đạo đã vạch ra từ trước. Các ý tưởng, đề xuất của con giáp này đều được đánh giá cao. Con đường công danh rộng mở phía trước chỉ cần con giáp này nỗ lực, quyết tâm cao độ thì sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm bình ổn không có quá nhiều biển động cho mối quan hệ tình yêu của người tuổi thân. Xong, cần phải chủ động làm mới tình yêu này nếu không muốn tình cảm xa cách, lạnh nhạt theo thời gian. Tài chính, Vận trình tài lộc dồi dào nhờ có các tinh trợ mệnh nên cơ hội phát tài dành cho người tuổi thân là rất lớn, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng do ảnh hưởng của ngũ hành kim vượng, cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hồn hấp. Tuổi giáp thân, không nên quá tin tưởng vào bất cứ ai. Tuổi bình thân, nên bình tĩnh để có thể xì xét mọi vấn đề. Tuổi mậu thân, sức đề kháng suy yếu nên có sự chuẩn bị tốt cho cơ thể trước những tình hình thời tiết thay đổi thất thường. Tuổi canh thân, cẩn thận người thân thiết hãm hại. Tuổi nhâm thân, có tìm được người phù hợp trong tình cảm. Con số may mắn số 2, số 18, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Công việc Phần trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Người tuổi này bắt đầu có những biểu hiện lờ là, bất cẩn và mất tập trung trong các nhiệm vụ trước mắt. Đó là lý do mà bản mệnh nhận toàn bộ chỉ trích về bình từ cấp trên và con đường công danh bỗng lọc khép lại từ đây. Tình cảm Phần trình tình cảm vô cùng thăng hoa, dự báo ngày hôm nay người tuổi dậu sẽ gặp nhiều phận may trên con đường tình duyên nhờ đào hoa phượng nâng đỡ. Còn người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy được mảnh ghép cuộc đời nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Tài chính, vận trình tài lọc kiểm soát, nguồn thu nhập không quá dư giả, tuổi giàu phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì mai ra mới cải thiện được tình hình tài chính hiện có. Cẩn trọng, thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, cảm xúc thay đổi thất thường ảnh hưởng ít nhiều tới kết quả chung sau cùng. Tuổi ất dậu không nên đưa ra những quyết định độc đoán Tuổi đinh dậu quan tâm hơn đến suy nghĩ cảm nhận của người khác. Tuổi kỹ dậu nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn. Tuổi tân dậu có ý ý lại và dựa dẫm vào người khác là không hay. Tuổi quỷ dậu hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Con số may mắn số 9, số 10, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý muốn. Khả năng làm việc độc lập, sự cường quyết, quyết đoán giúp bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ, cứng nhắc, vô hình trung cản trở khả năng phát huy năng lực của người tổ tuất. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng vui vẻ, viên mãn nhờ có tâm hội trợ lực mà mỗi quan hệ của bản mệnh với đứa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vùng vẽn cho hạnh phúc gia đình. Tài chỉnh, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, tuất thân tương hội đem tới cho người tuổi tuất nhiều cơ hội, cơ may, tài lộc, nguồn thu nhập vừa đến từ công việc chính vừa có từ các nghề tài trái. Cẩn trọng, nên thay đổi thái độ làm việc nếu không muốn con đường công danh gặp trở ngại. Tuổi, giáp tuất, đạt được bước tiến phát triển như mong muốn. Tuổi Vĩnh Tuất, tuổi tiền rụng rỉnh có nhiều khoản thu. Tuổi Mậu Tuất tiếp xúc với những đối tượng chuyển vọng. Tuổi Canh Tuất không có sự thích nghi linh hoạt nên khó có sự đột phá trong công việc. Tuổi Nhâm Tuất chưa cân bằng tốt giữa lý trí và con tim. Con số may mắn số 24, số 3, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi tỵ 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy xui sẻ trong các mối quan hệ tại nơi làm việc còn giáp này nên cố gắng sự giữ sự hài hòa thổi thoải mái và thái độ điềm tĩnh để cư xử với mọi người Việc giữ gìn được mối quan hệ trong trạng thái tốt đẹp sẽ giúp bản mệnh tránh tối đa khả năng vướng vào thị phi tranh đấu. Tình cảm Phần trình tình cảm kém sắc Cục diện hội thân tương ngại có thể sẽ khiến cho người tuổi hại gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình yêu. Điềm bảo có hòa thị phi đeo bám nên bản mệnh dễ đánh mất cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý học với mình. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, dù là người làm công ăn lương hay là buôn bán kinh doanh cũng có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập hiện có. Cẩn trọng, việc tiêu xài hoang phí chỉ khiến con chấp này rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần chồng chất. Tuổi ất hải nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tuổi tinh hải hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra. Tuổi kỷ hại, tình cảm lạnh nhạt và có điềm bảo hoa tài. Tuổi tân hải bất đồng quan điểm, ý tưởng với cấp trên đồng nghiệp. tuổi quý hợi chủ động hơn khi thể hiện tình cảm. Con số may mắn số 46, số 8 Màu sắc may mắn, màu đỏ, quý nhân phù trợ. Tuổi mùi